Hello, cho anh em hôm nay mình sẽ review cho anh em xem về một cặp má đồng quay mình mới làm xong cho khách ha. Thì anh em đón xem nào. Ok, let's go. Rồi, quay trở lại với câu chuyện má đùm ha. Đây là má đùm phiêu 2 ha. Thì khách đã gửi mình pha sơn. Thì cái má đùm này khách không yêu cầu phai, khách yêu cầu để nguyên. Đó, mình hôm nay chỉ review về nước sơn và cái phần phai ở cửa hàng mình thôi ha. Đây là đùm trước của quay ớt 110. Rất nhiều anh em hỏi là đùm này đùm kia có phai được hay không. Thật ra ở mình đó là đùm nào phai cũng được nha anh em. Đó, tất cả loại đùm luôn. Đó, mình đều phai được, quan trọng là anh em có muốn phai và gửi đến cửa shop, đến shop mình phai không ha. Đó, thì mẫu này là mình sơn đen nhám. Đó, mẫu này mình sơn đen nhám chạy răng ha. Thì anh em xem đây, đây là mặt trước. Ở đây mình phai là khi mà sơn đen nhám thì nó không có bị chốc nhiều như đen bóng, tại đen bóng nó sẽ giòn hơn. Thì khi anh em thông cảm, nếu anh em nào gửi mình phai đùm đen bóng thì sẽ có những cái chỗ chốc nhỏ xíu li ti, đó, lâu lâu sẽ có, anh em thông cảm cho mình đó. Còn đây là đùm zin quay ớt 110 phai ha. Đây, đây mặt trên mình chạy chỉ nha anh em ha. Đó, chạy chỉ cạnh hai bên mình đều cho đánh để không bị bén ha. Đó anh em thấy không, đó, cạnh hai bên mình đều đã sửa lại cho nó không bị bén ha. Đó, đây đùm trước. À, còn đây là đùm sau. À, đùm sau mé bên đây á, là cái phần ở bên cù dĩa ha. À, cái này cù dĩa giờ anh em sơn đen nữa thì rất là đẹp luôn. Đây là ở giữa. Anh em thấy rõ không? Đó. Thì anh em muốn làm mẫu nào thì mình sẽ làm mẫu đó. Còn nếu anh em không yêu cầu thì mình sẽ làm mẫu tùy hứng ha. Đó, thì mình sẽ không muốn làm cái nào giống cái nào, mình rất thích làm sáng tạo, làm mới để cho anh em chơi không bị chán ha. Nếu anh em mà cứ làm có một mẫu hoài thì nó sẽ chán lắm. Đó, mình sẽ làm nhiều mẫu cho anh em chơi đó, để cho không ai giống ai, không bị đụng hàng. Anh em cũng muốn vậy mà đúng không? Đó, chứ chơi xe mà đụng hàng chán lắm. Đó, đây là đụng trước, đây là đụng sau, anh em thấy không? Đó. Còn anh em muốn mua hàng hoặc là đặt mình làm thì anh em nhớ gọi số điện thoại ở phần mô tả. Mình sẽ nhận hàng của anh em rồi mình sẽ làm cho. Hoặc anh em muốn ở xa, muốn mua đùm mới và làm luôn, anh em nhớ chuyển tiền trước cho mình rồi đặt cọc, rồi mình sẽ làm xong mình sẽ ship hàng đến nơi cho anh em. Nói rất nhiều anh em là đặt hàng và làm của mình ha, không có giật đồng bạc của anh em đâu, cứ yên tâm. Còn anh em mà sợ này sợ kia thì mình vẫn có đậu sẵn, nhưng mà mình chỉ có sẵn cho AK50, Sachia và Winner thôi. Còn máy xe như Sigurd với quay mình không làm sẵn, tại cái đó anh em chơi ít lắm mà yêu cầu cũng linh tinh lắm. Nên mấy cái xe Sigurd với Winner, Sigurd với Dream quay đó thì với lại có xe đằng trước thắng đĩa, có xe trước xe thắng đùm, nên mình không làm nó phiền lắm. Anh em nào muốn làm thì gọi mình đặt mình làm cho nó, thì tầm khoảng 2-3 ngày là anh em sẽ có hàng thôi ha. Đó, tóm gọn lại hôm nay là câu chuyện của mình á chỉ như đây thôi. 3 phút là đã quá nhiều rồi ha. Đó, chúc anh em có ngày làm việc vui vẻ. Ok, cảm ơn. Nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Đó, mình sẽ chia sẻ những sản phẩm mới nhất và ví dụ như có khuyến mãi và sản phẩm đầu mới mình sẽ up lên đây luôn. Đó, đến mình chỉ bán sản phẩm khuyến mãi đến khi nào hết thì thôi, anh em có thể xem clip và review của mình sau ha. Rồi, chúc anh em có ngày làm việc vui vẻ. Bye bye.